Hello cả nhà Facebook. Đi tắm biển nha. Cái này tắm biển không? Chào Đặng Phương, chào anh Tuấn Đạt. Cái quang cảnh ở đằng sau, Dương đang ở một cái bãi tắm. Rất là đông người Na Uy đang ra ngoài đây phơ nắng, dẫn con ra đây tắm. Và có rất là nhiều phụ nữ có bầu cũng ở đây để tắm, để bơi. Chào mọi người ha. Ở phía trước mặt của Dương là một cái bãi tắm. Mà Dương thấy rất là lạ là bãi tắm này á, sao mà Na Uy họ không có xây lên để mà họ giống như họ tính phí anh chị. Giống như là họ xây lên để họ mở nhà hàng đó. Họ mở nhà hàng để họ bán đồ ăn hoặc là vòng vòng ở đây, chứ không có thấy ai mà đi vòng vòng để mà bán vé số hoặc là gánh hải sản đi bán vòng vòng thì bên đây không thấy luôn. Chỉ là người ta đến đây rồi người ta đem đồ ăn sẵn ở nhà. Có thể là người ta làm sẵn ở nhà xúc xích hoặc là rau củ quả với làm sẵn ở nhà ha. Rồi người ta mang ra đây người ta tắm cùng với con của người ta hoặc là gia đình của người ta. Xong bắt đầu cái lên người ta phơi nắng, xong mới người ta ăn. Còn Dương thì cùng với những người bạn của mình thì đang ngồi nướng thịt. Chúng ta có thể thấy là đây. Thì những cái bãi tắm ở đây á, Na Uy họ không có xây dựng nên nhà hàng hoặc là không có, nói chung là họ không có tìm cách để họ lấy tiền của những người đến đây tắm anh chị. Nếu mà ngày hôm nay mà nếu mà theo tính theo Việt Nam mà họ mở nhà hàng ra mà họ thu tiền của khách đến đây rất là nhiều tiền. Và những khoảng thời gian này á, thời tiết ở đây rất là đẹp cho nên người ta sẽ đi ra biển, người ta bơi rất là nhiều. Ở phía trước mặt của Dương rất là đông người đang bơi. Có nhiều đứa trẻ cũng đang bơi ngoài kia nhưng mà không có tiện. Vậy tại vì luật của Na Uy mình không có được tập trung vô mặt của người ta. Cho nên các bạn cũng thông cảm ha. Cho nên là nhiều khi mình nhập gia phải tùy tục, chứ không phải là đến đâu Dương cũng có thể livestream được để mà có thể tập trung thẳng vô cái mặt của người ta để cho quý vị xem được nó. Thì giống như là đang trước mặt Dương đang nướng thịt heo, đang nướng thịt gà, đang nướng tôm và đang làm K-pop theo cái món ăn mà người Sri-an họ làm á. Thì Dương cũng đang ngồi giống như là mình đem thịt ra rồi mình đem cái tấm thảm ra rồi mình đem rau củ quả ra, gia vị ra ngoài trời. Mình vừa tắm biển rồi mình vừa nướng thịt mình ăn luôn. Thì anh chị thấy khói nó bay bay không ạ? Rất là đông người. Rất là đông người luôn. Đi biển tắm rồi hả Dương? Hôm nay nhiệt độ ok quá hén. Dạ đúng rồi, em đang ở ngoài bãi biển rất là đông, ở đây đông người lắm. Họ bơi ngoài kia đông lắm, họ đem phao, đem đồ tắm theo để mà cho mấy đứa nhỏ nó bơi. Xung quanh rất là đông người, đông ơi là đông luôn. Những lần trước Dương tới đây thì nó không có đông mà bây giờ đang rất là đông. Và không có những cái người mà họ đi bán, anh chị thấy người ta đi quần quần như toàn là gia đình không đó. Chứ không có ai mà đem nước ngọt đi vô trong đây ngồi bán hết á. Ví dụ như tại vì anh chị biết ở đây là mỗi gia đình á đều có xe hơi hết. Giống như Dương đang ngồi trong sương mù vậy anh chị. Nhưng nhiều khi comment không thấy. Ở đây á, mỗi một cái gia đình như vậy họ đều có xe hơi hết. Cho nên khi mà họ chở người con cái của họ, gia đình của họ đi ra biển á, thì trên xe của họ nó có hẳn cái mui đó, họ bỏ rất là nhiều đồ trong đó. Ví dụ như là đồ nướng nè, họ đem sẵn cái bếp nướng nè, vỉ nướng theo nè, rồi nước uống nè, rồi những cái đồ ăn họ bỏ trên chiếc xe, cái họ đem ra cái chỗ này để họ bày ra. Trong thời gian mà con cái của họ đang đi tắm á, thì họ bày đồ ăn ra để nó lên nó tắm, nó có đồ ăn luôn. Không có, nước ngọt cũng có sẵn hết luôn, đồ ăn có sẵn hết luôn, không có cần phải mà có ai lẳng vãng ở đây bán. Không có ai mà đi bán vòng vòng ở đây anh chị, cái bãi tắm không ai ta, không ai bán đồ hết á. Qua wow, máy bay mịt mù, cứ di chuyển thôi. Dạ chào Phú Đào, khó nó đi đâu, Dương đi đâu khó nó bay theo đó. Trời ơi trời, thiệt tình luôn á. Đang nướng thịt nè, đang nướng thịt nè. Không, cái này là cái chỗ nướng thịt của Dương đó, với nhóm bạn của mình đó. Đó thấy không, nướng thịt đang chuẩn bị rất là đồ. Đi ra ngoài đường ngoài biển ăn bụi lắm, đồ đạc nó cát tùm lum tà la luôn, mình mẩy tới cẳng chân cát tùm lum tà la, đồ ăn cũng vương vẩy đầy cát luôn. Nhưng mà ăn cái kiểu giống như là cái kiểu giống như là cái người mà gọi là
người sống hoang dã vậy đó, y chang như vậy đó. Thì ở bên đây thời tiết đang rất là đẹp, và người thân của Dương đó, trong sắp tới thì họ sẽ đi cắm trại ở ngoài trời, họ sẽ có những cái trại, họ có những cái liều á, họ sẽ đi ra những cái vùng tỉnh xa xôi á, họ cắm trại, họ chuẩn bị sẵn nước, đồ ăn, đồ uống, rồi họ sống ở bên ngoài ngoài trời luôn. Họ cắm trại ở ngoài, họ sinh hoạt ở ngoài trời, họ không có sống ở trong nhà. Đó. Thì người bên người Nam Quy họ sống có cái sinh hoạt nó rất là hay hay lắm. Tại vì cái mùa đông nó kéo dài 6 tháng đó anh chị, cho nên là khi mà mùa hè tới họ cũng hưởng thụ, họ hưởng thụ rất là nhanh. Tại vì cái mùa hè trôi qua rất là lẹ, mấy anh chị ở bên Nam Quy sẽ biết rất là rõ. Mùa hè, mùa xuân với mùa hè nó trôi nhanh lắm. Trong vòng có khoảng chừng 3 tháng, 4 tháng bắt đầu là người ta phải ủ trở lại rồi. Không, anh chị thấy mấy tháng trước mà mùa đông đó, Dương mặc đồ rất là dày đi picnic, và đúng rồi, Dương mặc đồ rất là dày ha. Rồi cái tới mùa hè là bắt đầu người ta không có còn mặc đồ dày nữa, giờ nắng lên, thấy không? Không có mặc đồ dày nữa, nhưng mà thời gian nó trôi qua rất là lẹ, thấy không? Qua không chịu nổi nữa, khói bay dữ quá. Khói bay quá nhá, đông, rất là đông người. Dương để Dương quay lại cho anh chị xem, đông lắm. Ôi, đó. Bữa nay thì ra biển mặc đồ bikini đó, mặc bikini ra biển, thấy không, nóng quá show luôn. Ông không có người nói rằng là không thấy Dương mặc bikini, ngày hôm nay Dương mặc bikini cho nhìn nha, đó nè, nhìn lại nha, không có ngại gì hết đó. Tại vì xung quanh đây anh chị nhìn thấy là người ta mặc bikini bình thường, người ta nói là nhập gia tùy tục. Có nhiều anh chị lúc trước có thấy Dương mặc bikini cái nói Dương mặc đồ kỳ quá, nhưng mà anh chị nhìn cái xung quanh đây người ta mặc đồ vậy mà, thấy không, nó rất là bình thường. Nhiều khi Dương như vậy là rất là kín đáo so với người ta rồi đó. Dương là kín đáo so với người ta dữ lắm rồi, anh chị nhìn thấy người ta chỉ mặc có cái áo ngực thôi, thấy không? Còn mình vậy là quá là kín đáo rồi đó, thấy không vậy, thấy không? Đó nè. Đó, nhiều trẻ em ở ngoài kia đang phơi, đang bơi ở dưới phía kia là rất là đông, đông lắm. Dạ, đi biển phải là ok rồi. À đó anh chị, để anh chị thấy được rằng đó là cái ở Việt Nam á, người phụ nữ của mình mặc đồ tắm là một cái điều gì đó nó rất là gọi là xa xỉ, nó một cái gì đó rất là kỳ cục. Cái sự mà gọi là giống như cổ hủ trong cái tư tưởng của người ta đó, mặc đồ tắm là cái gì đó nó hở hang, nó lố bịch, nó khó nhìn, không có đúng như vậy. Anh chị Dương hỏi anh chị chứ bên đây ai cũng mặc đồ tắm hết, đi ra ngoài biển hay này kia nọ, họ bình thường thoải mái. Rồi chính mình chỉ cần mặc cái nó nói trời ơi sao mà mặc nhìn hở hang quá, kỳ quá. Không có phải như vậy. Việt Nam shit. Dạ. Rồi ở bên đây họ đem ghế ra cái họ ngồi, họ phơi nắng kiểu như thế này đây. Nó rất là đông, đông lắm. Ở cái kiểu này mà cộng sản đó mà nó bữa nay mà nó ra nó bán vé là nó thu được rất là nhiều tiền luôn á. Không? Đông lắm. Chúng nghĩ ở bên đây là bãi tắm dành cho mọi người đi ra đây tắm, muốn tắm là tắm, đến đây tắm thôi à, không có ai kiểm soát, không có ai quản lý. Rồi cũng không có công an, cũng không có dân phòng, cũng không có ai lại đây, mà anh chị để đồ ở đây cũng không có mất nữa. Anh chị hồi nãy Dương á, cùng với những người bạn của mình đi xuống biển tắm, để đồ trên đây, nào là điện thoại, nào là túi xách này kia nọ, để ở đây anh chị tắm xong anh chị đi lên, nó vẫn còn nguyên vậy hà, không có ai lấy hết, mà ở đây không có bảo vệ, không có ai coi hết á. Nhưng mà nó cũng không có bị mất nữa. Còn ở Việt Nam á, nhiều khi ngồi kế bên rồi canh rồi giữ rồi đó, mà mất là mất, đúng không ạ? Ở bên đây Dương nói thiệt luôn, không có mất đồ. Ở bên đây mà anh chị để anh chị đi xuống cái tắm, anh chị bơi lên một nửa tiếng sau lên, đồ đạc của anh chị vẫn còn nguyên hà, không có mất. Ở Việt Nam mà ngồi kế bên canh ôm giữ bên người rồi nó vẫn mất, mất là mất. Nguyên nhân vì sao như thế anh chị? Ngộ lắm. Ở đây cái niềm tin con người người ta rất là cao, phải không? Đó. Anh chị thấy người ta đi qua đi lại chứ không có ai đi bán vé số, không có ai đi bán nước ngọt, không có ai gánh hàng rong á. Toàn là những người đến đây họ hưởng thụ không luôn. Nha. Má đứng ngoài đây nắng quá. Nãy giờ thoa kem chống nắng mấy bận rồi, nó nắng bà cố luôn. Vô trong chút xíu. Này. Người ta đâu có đội đối giống như Việt Nam mình đâu em Kevin, nhưng mà người dân Việt Nam của chúng ta không có biết, không có biết cái chuyện này, không có biết cái chuyện này anh chị. Họ cứ nghĩ là nhiều năm nhiều tháng sống như vậy là cuộc sống nó rất là tốt, họ không biết. Dương mới đi vô trong đứng ở ngoài nắng quá,
ở phía đằng kia là bãi biển, thì ở ở trong nên là cây cối rất là đẹp, không có được tập trung vào mặt người ta cho nên là Dương cũng hơi ngại ngại không. Dương đi thoáng thoáng qua cho anh chị xem thôi. Đây là một cái nhà cổ, đây là cái nhà cổ phía trong, và phía trong ở phía trước biển, nhưng mà ở trong là một cái cánh rừng cây, anh chị coi nè, cây nè, thấy không, nó cây nè, mát lắm. Cái cây này bự ơi là bự luôn, rất là bự, cây bự lắm luôn, rất là nhiều cây bự. Ngày xưa Dương mà mặc đồ tắm này nè, mà Dương ở Việt Nam Dương đi Dương mắc cỡ lắm, rất là mắc cỡ luôn anh chị, tại vì cái chúng ta sống trong cái xã hội nó kín đáo mà nó rất là kỳ, không, nên cho nên chúng ta mặc đồ hở hang á, chúng ta mắc cỡ lắm. Nhưng mà Dương khi mà Dương qua bên đây, ở Dương thấy ai cũng mặc như vậy, mà thậm chí người ta còn hở hơn mình nữa, có gì đâu. Thì Dương không có mắc cỡ nữa anh chị, Dương bình thường lắm luôn. Ủa cây cổ thụ bự lắm, cây này ôm không hết luôn nè, bự lắm luôn, nhìn thấy không, bự lắm, có nhiều cây rất là bự. Họ không có chặt giống như ở Việt Nam đâu, mà anh chị biết ở Na Uy là cái xứ nóng, ôi anh xin lỗi, Na Uy là cái xứ lạnh, cái xứ Bắc Âu lạnh lắm, mà cây anh chị đi tới đâu cũng là có cây tới đó, mà cây bự không à, cây rất là bự, đúng không. Dương thả rong hả, thả rong hết, đi tắm biển thả rong hết, không có mặc đồ bikini thôi, chứ không mặc đồ gì hết trơn nè, thấy không. Bữa nay vẫn hỏi Dương có hứa, Dương có hứa rằng khi nào mà Dương đi tắm biển á, Dương đi tắm biển Dương sẽ làm livestream cho quý vị xem Dương mặc đồ tắm, để cho giống như là ở Việt Nam nhìn chúng ta thấy chúng ta quen cái chuyện này đi, nó không có cái gì là lạ lẫm, không có cái gì mà khó coi hay này kia nọ. Đất nước của người ta nó đi tới đâu rồi, đất nước Việt Nam mình rất là lạc hậu, nó trời ơi đông người lắm. Cái kiểu này mà ngày hôm nay mà theo kiểu giống như Việt Nam mà họ mở ra họ bán vé chắc mà thu từng tỷ tỷ, chứ không có chuyện ít đâu anh chị. Vừa bán đồ ăn, vừa bán hải sản, vừa bán nước uống, vừa bán vé nữa, rồi ở quên nữa, ở ngoài kia cái chỗ mà đổ xe đó không có ai lấy một đồng một cắc nào, cái bãi đổ xe ở ngoài kia cho người ta đi vô đây tắm nè, không có lấy tiền một cắc nào luôn á. Còn ở Việt Nam mà anh chị vô bãi biển á, đổ xe lát trả tiền là một, vô nhà tắm tắm phải trả tiền là hai, rồi anh chị đi vô cái nhà hàng đó anh chị ngồi tính tiền ghế là ba, rồi anh chị mua vé số là bốn. Ở bên đây hả, vô cái bãi tắm không có ai, cái bãi đổ xe ở ngoài kia không có ai mà lấy tiền hết trơn luôn, không có ai lấy tiền mà đổ xe hơi ngoài kia nhóc hết á. À, anh chị coi nè, đó, thấy không, nhà cửa cổ nè, đồ đạc người ta để trong đây, người ta đem đồ là lỉnh kỉnh lỉnh cảng để, không có mất gì hết, không bao giờ bị mất đồ. Hồi nãy Dương, tại vì mình sống ở Việt Nam lâu rồi anh chị, cho nên cái cảm giác mà Dương sợ hãi, cái Dương nói trời tao phải ngồi đây tao giữ đồ chứ. Anh chị biết rồi, ở Việt Nam mà hãy mà đi tắm biển á, là phải có người ở lại coi, có người ở lại coi đồ đúng không. Cái Dương nói là tôi bay đi xuống tắm đi, tao ngồi tao giữ đồ chứ không mất đồ anh chị, quê không. Tao nói cái nó nói rằng không có sao hết trơn á, mày cứ xuống cái tắm đi, mày đừng có lo không có gì hết trơn á. Mình vẫn còn cái quan điểm đó, anh chị thấy khủng khiếp không. Kệ người ta cắt thánh soi à, đâu có đâu anh chị, đâu có lộ gì đâu, bình thường mà, không có lộ gì hết. Còn bị móc túi nữa là khác dạ. Ở bên đây Dương mặc đồ vậy là kín dữ lắm rồi đó, rất là kín. Bên kia người ta chỉ có cái áo, cái áo dây mỏng ten ở đây thôi à, nó mặc quần lót mỏng ơi là mỏng luôn, thấy nguyên cơ thể hết luôn, không có cái gì hết trơn á. Nhiều khi mình ha cảm thấy rất là mắc cỡ luôn á, rất là mắc cỡ luôn anh chị, tại vì mình mang cái tư tưởng cái kiểu mà ở Việt Nam á đi đâu cũng sợ hết á, đi đâu cũng sợ bị mất đồ hết á. Mình nói với mấy người bạn tụi bay đi tắm đi, tao ngồi tao giữ đồ cho, cái tự nhiên nó nói trời ở đây mà mày sợ mất đồ hả, trời tự nhiên nói cái mình ngồi mình mắc cỡ à, rất là mắc cỡ luôn á. Có ai nhìn thấy Dương mặc đồ tắm nhìn thấy nó kỳ cục không, nói dùm như Dương coi, có ai thấy Dương mặc đồ tắm kỳ cục không. Tại vì anh chị thấy trong cái môi trường mà chúng ta sống đó, chúng ta thấy không có ai mặc đồ tắm hết á, cho nên chúng ta thấy nó kỳ. Mà khi mà chúng ta sống ở bên xã hội này đó, ai cũng mặc đồ giống như vậy, cái chúng ta thấy nó không có kỳ, phải không. Có ai thấy kỳ không, có ai thấy Dương mặc đồ như vậy, cái nó là giống như người phụ nữ Việt Nam mà gọi là giống như là không có còn gọi còn gì ta, nết na, không có còn gọi là giống như là giữ cái nét đẹp của người phụ nữ không, có ai nói như vậy không, có ai nói vậy không. Không nha, ở bên đây ai cũng mặc đồ giống vậy hết trơn luôn. Đó, tự hào khoe body nè, nó anh chị thấy không? Nè. Hôm nay là thấy hết nguyên cơ thể của Dương rồi nha.
hồi kia á, hoặc là mặc áo vest, mặc áo sơ mi cổ cao như thế này nè, đúng không? Dương nói là Dương rất là đa dạng, phong phú trong cách ăn mặc, cho nên á là được cái cơ hội á. Bây giờ anh chị biết là mùa đây là mùa hè, Dương cởi ra hết luôn á, nhưng mai mốt tới mùa đông á là phải ủ lại. Mà anh chị biết ủ lại trong cái người của mình khoảng 4-5 cái lớp áo, mặc phải 4-5 cái lớp áo nó mới có thể giữ ấm được. Còn bây giờ mùa hè rồi, cởi ra được có một thời gian mai mốt phải ủ lại đó, anh chị thấy không? Nè thôi nha. Dạ. Này Việt Nam. Việt Nam. Dạ. Dạ dạ. Ai tin? Dạ. Dạ. Dạ 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 ok. Dạ. Đó, thì Dương đi vô trong đây chút xíu ha. Cái ông kia ông nói rằng là ông hỏi tưởng đâu là Dương Dương ở nước khác, ông không đoán là được Dương là người Việt Nam. Đó. Cởi được cứ cởi cho có vitamin D. À đúng rồi, quên nữa. Dương lúc mà mới ban đầu Dương qua bên đây á, người của Dương nó cũng hơi đen. Anh chị biết cái người Việt Nam mình mà giữ đó cho làn da trắng rất là khó. Ở Việt Nam nắng dữ lắm, nắng kinh khủng, mà để giữ cho làn da trắng phải ủ dữ lắm luôn. Nhưng mà khi Dương qua bên đây á thì Dương ủ làn da trắng, cái Dương mở cơ thể của mình ra cái mặt của Dương cũng trắng nữa. Thì mấy anh chị nhất ở đây, mấy anh chị ở bên đây lâu á, mấy cô chú nói trời ơi trắng bóc, nhìn giống như bị bệnh vậy á, cơ thể nhìn không có khỏe gì hết trơn á. Mà dân châu Âu, cái dân Na Uy này á, nó phải nâu nâu, nó phải sẫm sẫm, cho nên trời nắng anh chị nó ra nó phơi kinh khủng luôn. Nó ra nó phơi nó nằm hả, nó trở tới nó trở lui, nó trở tới nó trở lui giống như là nó trở mực vậy đó. Cái Dương bị quở anh chị, Dương nói trắng quá không có khỏe, trắng quá là con người của mình nó thiếu chất. Nó cái ban đầu cái Dương nói trời ơi ở bên Việt Nam mà giữ trắng rất là khó, chứ không phải giống như là mọi người suy nghĩ đâu. Mà Dương mỗi lần mà Dương mà để cơ thể Dương mà trắng quá cái Dương bị quở hoài à, cho nên ráng ngồi phơi nắng, ráng ngồi ngoài nắng nè. Tại vì bên đây anh chị biết mặt trời mọc có rất là ít, cho nên nó là có mặt trời mọc lên là phải đi ra ngoài để mà tắm nắng, để nó có vitamin trong cơ thể, uống rất là nhiều loại vitamin dầu cá này kia nọ, nhưng mà phải phơi nắng nữa nó. Chứ còn không phơi nắng là cái cơ thể của mình nó yếu đuối, nó thiếu chất, nó tùm lum tà la hết. Ánh nắng còn vậy chứ nó cũng quan trọng. Nhưng mà cái ánh nắng ở bên Na Uy thì nhiệt độ của nó bây giờ khoảng 27-28 độ. Nhưng mà Na Uy lại là một cái đất nước có một cái mặt trời nó rất là gần. Mặt trời rất là gần với lại cái Na Uy nó gần lắm. Cho nên cái làn da của cái tụi Na Uy mà nó phơi á thì có thể nó không có sao. Mà cái dân của châu Á mình nó da nó mỏng, cho nên là nếu mà mình ra ngoài đây mà không khéo á, không có sử dụng kem chống nắng cẩn thận á, thì cái da của chúng ta rất là dễ bị ung thư, dễ bị nám tạng, nám da này kia nọ rất là khó luôn á. Cho nên ra ngoài đường phải sử dụng kem chống nắng rất là nhiều. Đó. Thì Dương nói lại một lần nữa là ở bên đây á, người ta giữ cái quang cảnh thiên nhiên rất là kỹ, người ta chăm sóc rất là kỹ, chứ không phải là ai muốn chặt là chặt, ai muốn đào bứng bới này kia nọ, bán lấy tiền chia nhau rồi chia. Anh chị thấy không, xung quanh nè đằng kia là biển, một cái giống như một cái vịnh vậy đó, để người ta bơi ha. Rồi á ở trong á thì là rừng, có nhà cổ nè. Và đặc biệt cái bên Na Uy này á, người ta trùng tu lại những cái kiến trúc cổ. Ví dụ người ta thấy nó hư chỗ nào, người ta trùng tu lại để làm sao người ta thay thế chỗ đó, nó y chang như cái chỗ cũ luôn. Nó thay mới nhưng mà nó làm sao nó sơn, nó quét lên cho cái mới nó y như cái đồ cũ vậy đó. Còn ở Việt Nam mình nó thấy cái gì cổ cổ là đập phá cha đó hết trơn nè. Anh chị nhìn Na Uy vậy mà có những cái nhà cổ nè, nhà gỗ cổ nè anh chị coi nè, nó nhà bằng gỗ cổ nè, thấy không anh chị, thấy không? Từ tận Việt Nam mà anh chị cũng coi được trực tiếp tại Na Uy, trực tiếp về nữa là sướng không. Ngày xưa ở Việt Nam anh chị Dương cũng mong muốn rằng có ai đó cho thông tin Dương ở từ bên ngoài về để Dương biết được thế giới xung quanh, nhưng mà lúc đó mạng xã hội nó không có phát triển, cho nên lúc đó là giống như mù luôn, không biết gì hết. Chúng ta nhìn bên ngoài để chúng ta thấy cảnh quan bên đây nó đẹp như thế nào đó. Vậy đó chứ lực lượng du lượng viên vô nó chửi mình là gọi là giống như phụ nữ trắc nết lăn loạn cho coi này nha. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Rồi nó nói Dương dâm nữa, khổ không? Nó nói nhìn mặt vậy dâm lắm. Trời ơi, dâm chồng tao cưng, phải không? Tôi mà có dâm chồng tôi cưng, mà tôi có dâm bạn trai tôi cưng, mắc cái gì vô mạ lị tôi. Đàn bà không dâm là không được, đàn bà mà không dâm là đàn ông nó bỏ, phải không?
Đàn ông cũng vậy, đàn ông mà không dâm là con vợ nó bỏ. Ở bên Na Uy này nè, đàn bà nó bên Na Uy đó sinh lý rất là mạnh, chồng đáp ứng không được đi tìm khác liền. Cho nên đừng có chửi tôi dâm chứ không dâm, khổ lắm. Nói dâm là cái yếu tố quan trọng cho vợ chồng của người ta, tình yêu của người ta. Vô cứ dùng, con nhỏ nó nhìn mặt dâm lắm, dâm rồi sao? Dâm chồng tôi hưởng, dâm bạn trai tôi hưởng, mắc gì? Khổ. Nói chị cứ chửi vậy hoài, chửi cái nghĩ rằng nói cái từ dâm nó với tôi cái tôi sợ. Tại vì cái xã hội Việt Nam nó làm cho người ta không có hiểu và không có mở rộng ở bên ngoài. Các anh chị dùng cái từ này, các anh chị nói với tôi cái tưởng tôi sợ. Trời ơi, tôi cỡ nào tôi cũng bữa được hết trơn á, cỡ nào tôi cũng nói được hết trơn á. Đừng có mong mà nói những cái từ này làm tôi sợ, không có đâu. Tôi nói cho người ta hết sợ luôn, người ta không dâm thở thành người ta dâm luôn đó, cho vợ chồng người ta hạnh phúc. Khổ lắm mà. Tôi mà quen một ai đó là chỉ có người ta muốn đi theo tôi thôi, người ta chạy theo tôi thôi, hiểu không? Tôi mà quen anh nào đó là anh nó phải chạy theo tôi thôi, năn nỉ tôi thôi, vậy mới chịu. Bí quyết nó nằm đó đó. Trần Châu rồi thấy không, chuẩn phụ nữ phải vậy 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 thấy không. Mình đừng có, cái người phụ nữ ở Việt Nam mình nó cứ rụt rè, cứ e ngại. Toàn ở bên Na Uy này phụ nữ tấn công đàn ông. Ở bên Na Uy này phụ nữ mà nó thích đàn ông một cái là nó nói thích. Nó có phải không chị Như? Phụ nữ mà nó thích đàn ông là nó thích đàn ông, nó yêu đàn ông là nó yêu đàn ông, nó chủ động tấn công luôn. Còn mình phụ nữ Việt Nam tôi nói rụt rè nhút nhát mắc cỡ gần chết luôn vậy anh chị, mà tới chừng mà ấy ấy xong là leo lên ấy ấy xong cái xuống cái nó bỏ như gì luôn, nó bỏ như mình, nó đá đến cái bụp. Tại vì sao? Cái dân Na Uy này nó chú trọng tới cái vấn đề về tình dục lắm luôn á, về cái kỹ thuật trong cái gọi là gì, không phải kỹ thuật mà gọi là cái gì ta, kỹ năng hả, như không biết nữa. Nhưng mà hả, ở bên đây mà anh chị mà nằm như khúc gỗ là xong rồi đó. Mà với vấn đề cái nữa là còn trinh, nó quen anh chị á, nó quen những người bạn gái mà nó biết mấy bạn gái mà còn trinh là xong rồi đó, nó chạy mất tiêu luôn. Cỡ khoảng chừng hăm mấy ba chục tuổi mà còn trinh nó chạy mất tiêu, chứ không phải như Việt Nam mà quen ôi tao phải kiếm con vợ còn trinh nha, tao phải kiếm con vợ còn trinh nó mới là của tao nha, không có phải như vậy đâu. Ở bên đây mà nó quen con người nào đó mà còn trinh nó chạy mất tiêu luôn, ba chục tuổi ba mấy tuổi mà còn trinh nó chạy mất tiêu. Dù nói cho anh chị nghe, bởi vậy Việt Nam nó cái quan điểm nó kỳ lắm luôn. Không phải nó kiếm được anh chị giữ được cái trinh tiết cái nó mừng đâu, không có đâu. Ở nghệ thuật, Dung nói cái này đúng không mấy anh chị? Đúng là nghệ thuật. Dung lộn từ kỹ thuật. Cho nên á, là khi mà mình không có ra khỏi Việt Nam á, mình cứ lẫn quẩn trong đó, mình rất là lạc hậu lỗi thời. Nhưng mà làm sao để Dương có thể mở được những cái điều này ra đây? Cái vấn đề mà gọi là giống như cái nghệ thuật đó, nó quan trọng lắm trong cái đời sống. Nhưng mà cái điều này bao nhiêu người phụ nữ họ quan trọng điều này, và bao nhiêu người đàn ông tại những cái vùng nông thôn họ biết cái điều này, họ làm giống như vì trách nhiệm, giống như cái máy vậy á, phải không? Họ không có đặt cái vai trò quan trọng của cái chuyện đó. Nói hay là quá lạc hậu, đúng không? Dương quay xa chút xíu thôi chứ Dương không có dám quay gần người ta. Vậy chị phải mất trinh mới có người yêu. Trời ơi, chuyện bình thường mà em. Yêu là đến với nhau thôi, chuyện đơn giản không có gì hết. Ở bên Na Uy thì yêu là nó đến với nhau à, chứ không có cái gì mà gọi phải là thuần phong mỹ tục này kia nọ hết á. Nó thuần phong mỹ tục đó, quan chức này kia nọ tưởng làm sao, bỏ vợ đi cặp bồ rồi nuôi bồ nhí, tao nó hùng bà lằng xèn mua nhà cho bồ nhí hằng hà luôn đó. Không có vợ cho đã xong rồi bà vợ già lớn tuổi xấu, không có cái kỹ nghệ thuật này kia nọ thì bỏ vợ quen bồ này kia nọ đó. Không. Đông Quỳnh, con điếm này giờ chửi cả Việt Nam luôn, không có chửi tôi nói không mà chứ tôi mới chửi. Đó không, tôi nói không, không có chửi. Chửi là chửi mấy người lãnh đạo Việt Nam á, che đậy che giấu làm cho người dân sống trong lạc hậu, chứ tôi không có chửi à. Nãy giờ tôi nói rất là bình thường. Tôi nói rất là ôn tồn, tôi không có chửi. Không, tôi cho mọi người xem ở bên đây thôi chứ tôi mới chửi. Tôi thương người Việt Nam lắm, tôi không có chửi. Tôi muốn người Việt Nam sống như văn minh hiện đại giống như nước ngoài vậy nè, giống như người dân Việt Nam mà người phụ nữ có thể mặc đồ tắm đi giống như tôi bình thường vậy nè. Không có cái gì mắc cỡ hết á, tôi mới chửi ai hết á. Nãy giờ tôi mới chửi ai hết á. Đó. Đi bơi mà áo vú làm gì trời, thấy không? Đẩy con ra ngoài biển cho nó tắm, mấy đứa nhỏ 1-2 tuổi cũng bắt ra ngoài biển cho nó bơi luôn, đem đồ phao theo, đem đồ cái phao theo cho nó bơi luôn. Mà ở ngoài nước nó lạnh lắm anh chị, coi vậy chứ đi xuống nước nó lạnh lắm, lạnh ơi là lạnh luôn, lạnh cho không nổi luôn á. Biển hả, nhiều người ta đang tắm ở ngoài đó lắm. Để Dương đi làm từ từ hả anh chị. Họ đem những cái chiếc thuyền chèo ra, họ bơi. Yeah, and scale.
Tiến Nguyễn Lê và Enske Thị Dương. Tiến Nguyễn Lê đang sống ở Na Uy hả? Nó coi đi này. Họ đem ghế ra, họ ngồi nè. Đó, họ đem ghế ra, họ bỏ lên chiếc xe hơi của họ đó, cái họ đem bàn ghế ra, cái họ ra đây họ ngồi nè. Họ coi con cháu của họ đây nè, tắm biển nè. Đúng không? Họ đem thảm ra, họ nằm nè. Biết bơi không người đẹp. Dạ, nhưng biết bơi. Người Tây không quan niệm chữ trinh tiết không quan trọng. Đúng rồi, người Tây không có quan trọng chuyện đó đâu. Đi tắm mà anh chị cứ ngồi thấy nhũ hoa rồi mệt ghê luôn á. Đi tắm lại mà áo ngực vô. Rồi à, Dương làm một chút xíu vậy cho mọi người cùng xem ha. Anh chị thấy cảnh bên đây nó xanh tươi, nó đẹp không? Nó rất là đẹp đúng không? Nó không có bán vé số, không có công an, không có dân phòng, không có vàng, không có ai ở đây để mà kiểm soát cái việc đi đứng của quý vị hết. Không có bảo vệ gì hết. Người ta tự đến đây, người ta bày đồ ăn ra, người ta nướng, rồi gia đình người ta chơi với nhau. Xong rồi đó nha, đặc biệt một điều nữa là lát một xíu á, người ta ăn uống xong, người ta đứng lên á, cái chỗ của người ta rất là sạch. Không có một cái miếng rác nào luôn. Người ta mà ăn thịt, ăn cá, ăn xương hay ăn gì hay nước ngọt, đứng lên họ không có một cái mảnh giấy nào hết luôn, rất là sạch sẽ. Đây là rất là hay, nhưng mà tại vì sao người ta làm được cái điều này anh chị? Từ do cái vấn đề giáo dục mà ra. Họ đã giáo dục nó từ trong khi mà người ta còn bé nhỏ nữa kìa. Rất là hay luôn đó. Cho nên làm sao để mà người Việt Nam của chúng ta có thể khi mà họ đi đâu, họ sinh hoạt cộng đồng mà họ đứng lên một cái là chỗ họ không có rác, là cái điều nó không có dễ chút nào hết. Tại vì cái trong cái tư tưởng của người Na Uy á, là tôi giữ sạch chỗ của tôi, anh phải giữ sạch cái chỗ của anh, để tất cả mọi người cùng được sống trong môi trường sạch. Còn người Việt Nam mình á, thôi ai cũng xả mà, mình xả nữa có sao đâu. Cái tư tưởng của người Việt của chúng ta lúc nào cũng ngược hết á, rất là ngược ha. Cho nên á, là khi người Na Uy đứng lên á, là cái chỗ của người ta sạch sẽ, môi trường sống văn minh á, người ta có thể cởi trần, người ta mặc đồ bikini. Người Việt Nam của chúng ta kín đáo, nhưng mà người ta đứng lên một cái là chỗ người ta rất là sạch. Còn người Việt Nam mình á, mặc đồ kín đáo thiệt đó, nhưng mà đã sạch là sạch trong nhà thôi, ngoài đường ngoài phố rất là dơ bẩn. Đó, người Việt Nam của mình như thế, còn người Na Uy là nó giữ cho môi trường chung hết cho mọi người hết luôn. Đó. Nghĩa yeah, Rick mát mẻ quá hả? Đó, nè. Thấy không? Còn lại lần nữa nha. À quên nữa. À, cái vấn đề thể dục rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đối với Dương á, có thể là nhiều người sẽ không thấy Dương tập thể dục, nhưng mà Dương tập thể dục rất là nhiều, tập thể dục rất là nhiều để giữ cho một cái thân thể của mình nó như thế này nè. Phải tập thể dục rất là nhiều. Thứ nhất là tập thể dục, và cái thứ hai Dương kết hợp đi bộ với lại thể dục chung với nhau. Có những cái động tác của mình đi á, mình kết hợp để làm cho cái cơ thể mình nó săn chắc. Cho nên á, khi mà Dương mà mặc đồ như thế này ra đường á, thì rất là nhiều người thích. Tại vì cái body của mình á, mặc dù là Dương đã một lần sinh rồi, một lần sinh là anh chị nhìn vào cái tướng này là do từ đâu mình tập thể dục. Dương tập thể dục và Dương chạy bộ rất là nhiều, và những lúc mà Dương đi tới những cái bậc cầu thang, Dương hay kết hợp để Dương chạy lên chạy xuống cho cái đùi của mình nó chắc. Cho nên là kết hợp tập thể dục rất là nhiều. Cho nên người phụ nữ của chúng ta cũng phải chú trọng tới vấn đề tập thể dục để giữ một cái body đẹp ha. Rồi anh chị làm một chút xíu nữa để cho anh chị xem, rồi Dương sẽ dừng lại ha. Tại vì thịt nướng cũng xong hết rồi. Tự tin thái quá hả? Người chúng ta phải tự tin. Người nước ngoài á, khi mà Dương nói vấn đề yếu tố tự tin, nó nói là mày phải tự tin bản thân mày. Nhiều khi Dương nói tiếng Anh, Dương nói tiếng Na Uy, hoặc là bản thân mình, mình nói nó khen mình đẹp á, Dương nói ủa đẹp như thế nào, tao nói tao đâu có đẹp đâu. Nó nói mày phải tự tin bản thân mày, cái gì cũng mày phải tự tin hết. Tự tin là số 1 đó. Cho nên các bạn đừng có thấy người Việt Nam mình hay rụt rè bản lẽ, nhưng người xứ người nó rất là tự tin. Cái người ở bên đây nó rất là tự tin bản thân, rất là tự tin, chứ không phải giống như người mình
mà mình làm gì mình nói cái gì thôi, tự tin quá. Người của nó là nó tự tin bản thân nó rất là dữ, không? Nó rất là tự tin vào bản thân của nó. Cho nên cái người Việt Nam của chúng ta nên thay đổi, và giáo dục Việt Nam nên thay đổi. Cho nên đó là cái nguyên nhân mà Dương đấu tranh. Ở Việt Nam nó ngược hết luôn. Mình mắc cỡ rụt rè bẽn lẽn ra đây nói tiếng Anh không dám, nó nói tiếng Anh như gió luôn. Làm sao để thay đổi cái điều này anh chị? Rất là khó không? Đó anh chị. Cho nên là Dương cũng mong rằng là một chút xíu như thế này để Dương quay để cho mọi người nhìn thấy ha, Dương không có ngại ngùng cái gì hết á. Dương không có ngại ngùng gì hết á. Những cái gì mà dư luận viên nó nói, nếu mà Dương trong nhà thì Dương có thể phản biện lại, nhưng mà Dương đang đi ra ngoài tắm biển, hôm nay là chủ nhật nữa. Mình nói về chính trị với chính em, nhiều khi Dương stress rất là nhiều, cho nên Dương cũng muốn đi gọi là giống như đi chơi bên ngoài để cho đầu óc nó bớt căng thẳng một chút xíu ha. Rồi anh chị, Dương xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị.